Chào mừng tất cả quý vị, anh chị, cô chú cùng tất cả các bạn trở lại với kênh Tham quan nước Mỹ Channel. Em xin kính chúc cho tất cả quý vị, anh chị, cô chú và các bạn có một ngày mới thật là hạnh phúc, vui vẻ bên người thân và bạn bè. Trong mùa dịch thì em cũng xin chúc cho tất cả mọi người hãy cố gắng giữ gìn sức khỏe cách tốt nhất để mà bảo vệ mình và bảo vệ người thân của mình và cũng như cộng đồng nha quý vị. Thì nếu như là đây là lần đầu tiên mà bạn đến với kênh Tham quan nước Mỹ Channel, bạn đừng quên nhấn nút like cũng như là cái nút đăng ký kênh là cái nút màu đỏ phía dưới để mỗi khi mà mình ra video mới, bạn là người đầu tiên nhận được những cái thông tin mới nhất nhé. Thì để cập nhật thông tin về việc Việt Nam mở lại đường bay thương mại quốc tế thì hôm nay em xin chia sẻ đến tất cả quý vị, anh chị, cô chú và tất cả các bạn về những cái chuyến bay cũng như là những cái dịch vụ bên em để mà quý vị nắm được những cái dịch vụ bên em có những cái gì và những chuyến bay thì vào những cái ngày nào. Thì sau đây em xin giới thiệu đến tất cả quý vị, chị, cô chú và các bạn. Thì dịch vụ bên em chuyên nhận làm các dịch vụ lãnh sự cho công dân Việt Nam như là đổi hộ chiếu Việt Nam còn hạn hoặc đã hết hạn, kể cả các hộ chiếu đã hết hạn từ lâu, cấp mới hộ chiếu Việt Nam trong trường hợp hộ chiếu của khách bị mất hoặc hư hỏng, xin cấp hộ chiếu Việt Nam cho các khách sang Mỹ từ lâu mà chưa bao giờ có hộ chiếu trước đây, chỉ có các giấy ở Việt Nam như là giấy khai sinh, cấp hộ chiếu Việt Nam cho trẻ em sinh ra tại Hoa Kỳ có ba hoặc mẹ mang hộ chiếu Việt Nam, visa 5 năm miễn thị thực, visa cho khách nước ngoài nhập cảnh Việt Nam, các giấy tờ ủy quyền tài sản mua bán nhà đất, từ chối di sản thừa kế, các loại ủy quyền khác, dịch vụ đổi bằng lái xe quốc tế. Thì cái dịch vụ đổi bằng lái xe quốc tế này á, chỉ ưu tiên những người nào, nếu mà quý vị có cái bằng lái xe ở Mỹ thì em sẽ làm cho quý vị một cái bằng lái xe quốc tế để mà khi đi về Việt Nam quý vị cũng có thể lái xe ở Việt Nam được, hay là quý vị đi du lịch ở tất cả các nước khác á, quý vị cũng có thể đi du lịch được nha quý vị. Cho nên nếu mà quý vị nào đó mà ở Mỹ có bằng lái xe ở Mỹ thì em sẽ làm cho quý vị cái bằng lái xe quốc tế nha quý vị. Nếu mà ai có nhu cầu thì hãy vui lòng liên hệ em nha quý vị để mà em có thể hỗ trợ quý vị, làm cho quý vị một cái bằng lái xe quốc tế thật là tốt để mà quý vị có cơ hội lái xe ở Việt Nam hoặc là những cái nước nào quý vị đi du lịch. Nhiều dịch vụ lãnh sự khác như là phiếu lý lịch tư pháp, giấy xác nhận nguồn gốc Việt Nam, dịch vụ chuyên làm hồ sơ di trú Mỹ, chuyên làm hồ sơ bảo trợ tài chính để bảo lãnh người thân qua Mỹ định cư, hỗ trợ những ai thu nhập thấp cần người cô sai để hoàn thành hồ sơ bảo trợ tài chính để bảo lãnh người thân qua Mỹ định cư. Thì nếu quý vị, anh chị, cô chú và các bạn nào có nhu cầu làm những cái dịch vụ về hộ chiếu Việt Nam hoặc là bằng lái xe quốc tế hoặc là những cái dịch vụ về di trú thì hãy vui lòng liên hệ em ở cái số điện thoại là 714-244-8834. Em xin nhắc lại số điện thoại của em là 714-244-8834. Thì quý vị hãy vui lòng kết nối với em bằng Viber hoặc Zalo để tiện lợi cho em trong cái vấn đề kết nối hỗ trợ quý vị một cách dễ dàng hơn nha quý vị. Em xin chân thành cảm ơn tất cả tấm lòng của quý vị, anh chị, cô chú và các bạn rất là nhiều. Sau đây em xin giới thiệu đến tất cả quý vị, anh chị, cô chú và các bạn về những cái chuyến bay trong tháng 10, chính xác là vào ngày 27 tháng 10 và ngày 28 tháng 10 nha quý vị. Đây là những cái chuyến bay nó có từ nhiều tiểu bang trên nước Mỹ và nhiều tiểu bang ở Canada. Thì cũng như là những cái chuyến bay trước đây á, chúng ta phải tập trung về sân bay của Cali là sân bay Los hoặc là San Francisco thì chúng ta mới có thể bay về Việt Nam được. Nhưng mà đặc biệt trong cái chuyến bay cuối tháng 10 này đó, vào ngày 27 tháng 10 có những chuyến vào ngày 27 và có những chuyến vào ngày 28. Thì những chuyến bay này á, sẽ thực hiện từ Canada và Mỹ. Canada chúng ta sẽ có xuất phát từ sân bay Toronto, Montreal và Vancouver. Thì những cái chuyến bay ở Canada nó xuất phát từ ba tiểu bang nhau quý vị, từ ba sân bay là Toronto, Montreal và Vancouver. Thì những cái chuyến bay ở Canada nó sẽ xuất phát vào ngày 27 tháng 10. Còn ở Mỹ á, thì nó sẽ có những tiểu bang sau đây quý vị. Quý vị nghe kỹ nha. Nhiều khách hỏi mình về những cái chuyến bay ngày này lắm nè. Thì những cái chuyến bay ở từ nhiều tiểu bang, thứ nhất là Washington, quý vị nghe kỹ nha. Hôm nay những cái chuyến bay xuất phát từ những cái thành phố khác
của nước Mỹ, từ những tiểu bang khác của nước Mỹ đã có rồi nha quý vị. Quý vị không cần phải bay qua Cali nữa. Thì những ai đang ở những cái gần những cái tiểu bang này thì hãy liên hệ em gấp để em book vé cho quý vị. Giá cực tốt, cực rẻ, rẻ nhất so với tất cả những chuyến bay từ xưa đến giờ để mà cho quý vị về Việt Nam nha. Thứ nhất là em đọc lại nha: Toronto của Canada, Montreal Canada, Vancouver Canada. Ở Canada có 3 sân bay vào, sẽ bay vào ngày 27 tháng 10 nha quý vị. Còn ở Mỹ sẽ có những sân bay sau đây: thứ nhất là Washington DC, thứ hai là New York, thứ ba là Atlanta, thứ tư là Boston, thứ năm là Chicago. Đó là những cái sân bay mà xuất phát để mà có thể bay về Việt Nam trong ngày 27 tháng 10 và 28 tháng 10, nó tùy theo chuyến bay. Thì những chuyến bay này sẽ được quá cảnh ở Pháp nha quý vị. Chúng ta phải bay qua Pháp để quá cảnh tại Pháp và về cách ly tại Đà Nẵng. Thì hành lý của chuyến bay này chúng ta sẽ được một kiện hành lý 23 kg rưỡi và 12 kg xách tay. Thì hiện tại bây giờ em có rất là nhiều chuyến bay, đó là những chuyến bay mà em đã giới thiệu đến, em mới vừa giới thiệu đến tất cả quý vị anh chị và các bạn. Bên cạnh đó em có cái chuyến ngày 27 tháng 10 sẽ bay về Nha Trang nữa nha quý vị. Nó sẽ xuất phát từ sân bay Los và San Francisco bay về Nha Trang. Và cái chuyến ngày 22 tháng 10 cũng từ sân bay Los đi về Los và San Francisco về Nha Trang. Cái chuyến tiếp theo đó là còn lại cái chuyến ngày 15 tây tháng 10 em cũng còn là 2 chỗ. Bên cạnh đó, đó là những chuyến bay trong tháng 10. Còn chuyến bay vào tháng 11 thì em có ngày 5 tháng 11, ngày 17 tháng 11, ngày 24 tháng 11. Thì nếu như tất cả những quý vị anh chị cô chú nào mà có nhu cầu đi về Việt Nam trong cái thời gian tháng 10, tháng 11, tháng 12, tháng 1, tháng 2 cho đến sau Tết là Nguyên Đán của Việt Nam thì hãy vui lòng liên hệ em một cái số điện thoại là 714 244 8834. Em xin nhắc lại số điện thoại của em là 714 244 8834. Xin vui lòng hãy kết nối bằng Viber hoặc là Zalo để tiện lợi trong cái vấn đề hỗ trợ quý khách mọi lúc mọi nơi. Xin chân thành cảm ơn tất cả quý vị anh chị cô chú và các bạn rất là nhiều. Quý vị anh chị và các bạn thân mến, nếu quý vị thấy video của mình hữu ích cho người thân, bạn bè và gia đình, quý vị hãy vui lòng bấm like, đăng ký kênh và chia sẻ video giúp giùm em nha quý vị. Để một ai đó đang cần những cái dịch vụ mà em mới vừa giới thiệu ở trên á, thì hãy vui lòng liên hệ em ở cái số điện thoại là 714 244 8834. Em xin nhắc lại, số điện thoại của em là 714 244 8834. Và quý vị hãy vui lòng kết nối với em bằng Viber hoặc là Zalo để mà tiện lợi cho em trong cái vấn đề kết nối và hỗ trợ quý vị mọi lúc mọi nơi. Em xin cảm ơn tất cả quý vị anh chị cô chú và tất cả các bạn rất nhiều đã ủng hộ kênh Tham quan nước Mỹ Channel trong suốt thời gian qua, cũng như là ủng hộ mua vé máy bay bên em, cũng như là sử dụng những cái dịch vụ bên em. Xin cảm ơn tất cả tấm lòng của quý khán giả gần xa trên toàn thế giới, cũng như là tất cả quý vị anh chị cô chú ở Mỹ, ở Canada. Xin cảm ơn rất là nhiều. Xin chân thành hẹn gặp lại. Bye bye.